Hello, xin chào mọi người. Hiện tại là mình đang ở số 23 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1. Đây là quán quán A Mà của nghệ sĩ Chánh Thành. Thì mọi người tới đây thì mình nghĩ là nên đặt bàn trước nha mọi người, tại vì rất là đông. Mặc dù là cái mặt bằng của nó nhỏ và nằm ngay chỗ cái cầu vượt. Đó nè mọi người. Bây giờ mình sẽ vào trong để mình cùng khám phá nha. Trước khi đi mọi người quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube Béo TV nha. Rồi. Đây là bếp nè mọi người, tròn quá trời đồ ăn luôn. Rồi cái lò hấp, mọi người cái món ngon quá trời. Quầy nước. Còn hấp dẫn quá. Nè. Há cạo, cạo bò. Đây là quầy tính tiền nè, mình đang quầy tính tiền xong đi về luôn. Đây là khách nước ngoài. Bánh cuốn kìa. Ở trong này còn nè. Mọi người ơi, nhìn trên tường nè. Ở đây có rất nhiều nghệ sĩ đã từng tới ăn. Có Tín Luật nữa nè. Sơn Thạch nữa nè. Ninh Dương Lan Ngọc. Uka, Chính Thành, Harry Won, Hoàng Mèo, quá trời luôn. Tuấn Trần, Khả Như, Lê Giang. Đây là không gian quán nha. Đây là lầu 1. Ở đây có 3 lầu nha mọi người. Quán mở từ 10 giờ rưỡi sáng cho đến 9-10 giờ đêm. Mở xuyên Tết luôn đó mọi người. Cái view này là view ngay cầu vượt á. Bên kia là Nguyễn Hữu Cảnh. Nhưng mà bên kia là Nguyễn Hữu Cảnh. Nè, đó, quay cho mọi người coi. Quán ti nói chung là không gian á cũng khá là nhỏ nhưng mà mình thấy là nhân viên phục vụ rất là nhiệt tình nè. Đó. Bây giờ mình sẽ order menu nè mọi người. Nhìn hấp dẫn quá ha. Giá ở đây thì tất nhiên là sẽ cao, nhưng mà về chất lượng thì tí nữa mình sẽ kiểm lệnh sao nhà mình. Nhớ là lập bàn trước. Em kêu mấy món vậy? Em kêu bây giờ mấy món à? 10 món chưa? Kêu nước uống chưa? Wow. Một menu nhiều quá ha. Dạ, cái đây là trà lệ chi. Cái ly này là trà nhãn lài nha. Dạ, cảm ơn. Cái lệ chi mình phải đều trước khi dùng giúp em. Lệ chi. Cái này lệ, cái này nhãn. À. Cái lệ chi khuấy đều trước khi dùng giúp em, da có sót vải. Dạ có. Khuấy trước khi dùng giúp em. Dạ có sót vải á, bức vải phía dưới. Đây là những món mình đã kêu nè mọi người. À, giá ở trên menu nó có thay đổi một chút xíu nha. Nó cạo sò biển, bánh cuốn xá xí, nó cạo sò điệp. Bánh bao nướng Hồng Kông, bánh sầu riêng. Bánh sầu riêng là tí nó kêu sau. Nấm chiên giòn, chè, đậu hũ, sen nhãn. Có những món khi nào mà mình muốn ăn lì là mình người ta mới kêu cho mình. Cá cạo, cạo bò là cái màu đen này nè. Còn cái kia là đậu hũ, chim giò, thịt quay nè, bánh cuốn.
bánh kia là bánh sầu riêng. Đây là lầu 1 có mọi người thấy đông không? Đó. Nhưng mà họ cũng quy định cho mình là một cái khoảng thời gian mình ngồi mình ăn thôi. Tại vì còn nhiều khách sau á mọi người. Cái view trên tường này đẹp này. Đồ ăn lên rồi nha mọi người. Nhiều món quá. Đây là món vịt quay. Đây là món vịt quay. Cái này là món gì? Chọn cái bánh ngon này. Bánh này như là bánh sầu riêng. Bánh sầu riêng. Ủa gì hả? Bánh bao. Bánh bao nướng Hồng Kông. Wow, xa xíu này. Đây, hấp dẫn quá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Nó ngọt ngọt. Bánh bao ngọt. Đây là bánh cuốn xá xíu. Bánh cuốn xá xíu. Để chấm với lại xì dầu. Cũng được một phần 3 miếng. Mà thấy mình ăn chút chút. Đây. Há cạo sò điệp. Wow. Há cạo bự lắm nha. Có nước chấm á mọi người. Có nước chấm được. Đây. Tương ớt. Đây nước. Mắm. Giòn lắm. Đây là cạo bò rồi mọi người, nó màu đen. Khác cạo bò. Thì giống bánh gai. Nếu mà ăn no thì mình nghĩ ở đây không có no. Nhưng mà bánh anh này thưởng thức á, ở đây là đáng để thật. Đây là đậu hũ chiên giòn. Đây. Nấm. Cái này ăn được. Món này giống món chay á mà. Ồ. Đây là món vịt quay. Quay Hồng Kông với nước sốt. Quay. Mấy món này phải ăn nóng mới ngon.
Cái này có bánh mì hả nó gì đã. Mình còn hai món nữa. Cái này là già. Đang xíu nữa còn hai món lên review luôn nha mọi người. Đây, ba món cuối là ba món ngọt. Bánh sầu riêng ngàn lớp. Đây là chè dương chi kim lộc. Đậu hũ xem nhãn. Nhìn. Đây, bánh sầu riêng ngàn lớp. Ngon quá. Trời ơi, béo ngọt quá trời ngọt luôn. Ngọt lắm, ngọt lắm. Ngọt quá. Có dâu, bí đỏ. Mấy món này ngon, lạp phải ăn lạp mới ngon. Ôi cái chè ngon quá mọi người. Món này ngon này, món này kinh hoàng, hai món kia ngọt quá. Đặt bill tính tiền. A few moments later. Rồi, ăn xong rồi. Bill đây nè mọi người. 10 món hết nhá. Cũng khoảng 1 triệu, hơn 1 triệu. Hai người ăn. Thì nói chung giá ở đây mình thấy thì tất nhiên là mọi người sẽ nói là hơi cao, nhưng mà bù lại là cái chất lượng của nó ăn rất là tốt. Mình thích nhất là ăn cái món bánh bao nướng Hồng Kông và cái món tráng miệng, cái món chè. Cái món vịt quay thì nói chung mình nếu mà đúng cái cách làm của nó thì cái da của nó phải giòn hơn nhiều. Cái thịt của nó ăn thì nói chung là mềm. Rồi, nói chung là cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video clip đầu năm mới của mình. Và năm mới mình cũng không biết nói gì hơn, thì xin chúc mọi người có một năm mới thật là vạn sự như ý. Và dồi dào sức khỏe. Chỉ cần sức khỏe và thì mọi thứ của mình nó sẽ trọn vẹn hơn nha. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ xuống dưới quầy mình tính tiền. Rồi, hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Rồi bye bye. À quên, mọi người đừng quên chờ một cái series đặc biệt sau cái video clip này nữa nha. Rồi bye bye.